Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Bác sĩ tiết lộ lá sung là thần dược trị bệnh với 100% lợi ích, biết mà dùng sớm để sống khỏe tới 120 tuổi. Cô bác thân mến, các món nem thính, nem bì hay món gỏi mà không có lá sung ăn kèm thì cứ thấy thiếu thiếu, cô bác nhỉ? Người ta còn treo nhau rằng lá sung là vua nguyên liệu, khi ăn với món nào cũng hợp, cũng ngon. Thế nhưng không chỉ là một loại rau ăn kèm, lá sung còn là một vị thuốc với vô vàn tác dụng kỳ diệu. Theo lương y Bùi Đắc Sáng, từ lâu lá sung đã được đông y sử dụng như một vị thuốc để ngăn ngừa và điều trị nhiều căn bệnh nguy hiểm. Các nghiên cứu y học hiện đại cũng nhận thấy rằng lá sung là vị thuốc đa công dụng với nhiều hợp chất quý giá, chữa được các bệnh từ cảm cúm, mất ngủ tới ngăn ngừa những căn bệnh nguy hiểm như ung thư hay là tiểu đường. Vậy cụ thể lá sung có công dụng gì mà lại được coi là thần dược? Cách dùng ra làm sao và có lưu ý gì khi sử dụng không? Xin mời cô bác cùng tìm hiểu qua video này nhé! Bác sĩ tiết lộ lá sung là thần dược trị bệnh với 100 lợi ích, biết mà dùng sớm để sống khỏe đến 120 tuổi. Lá sung là cứu tinh của bệnh nhân tiểu đường. Cô bác có biết không? Tiểu đường là căn bệnh đứng thứ 3 nếu xét về độ nguy hiểm, chỉ sau căn bệnh tim mạch và ung thư. Đáng nói hơn, đây là căn bệnh mãn tính, hiện nay vẫn chưa tìm ra thuốc đặc trị. Thế nên, một khi đã bị tiểu đường thì nó sẽ theo chúng ta đến tận cuối đời cô bác ạ. Nhưng cô Dương Thu Hằng, 65 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã làm được điều không tưởng, đó là tránh khỏi bệnh tiểu đường trong gang tấc. Cô chia sẻ, năm ngoái tôi đột nhiên thấy mệt mỏi và uống nhiều nước hơn bình thường. Tuy nhiên, ngoài ra thì không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác. Nhưng trong một lần đi khám định kỳ thì đường huyết của tôi lên đến 210 và được chẩn đoán là tôi đang ở trong tình trạng tiền tiểu đường. Thấy mình đang đứng trước ngưỡng của bệnh tật, từ hôm đó, ngày nào tôi cũng uống một cốc nước lá sung và điều chỉnh lại chế độ ăn. Và chỉ chưa đầy một tháng thì cô Hằng đã trở lại bình thường trước sự ngớ ngẩn của bác sĩ. Cô chia sẻ, lá sung là một trong những bài thuốc dân gian giúp kiểm soát tiểu đường cực kỳ tốt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, lá sung có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, không kém gì thuốc Tây. Một nghiên cứu nhỏ từ năm 1998 cho thấy, ở 8 người tham gia, lượng đường trong máu của họ sau bữa ăn đã giảm, đồng thời lưu lượng insulin họ cần dùng cũng thấp hơn khi họ dùng chất chiết xuất từ lá sung. Bên cạnh đó, trong lá sung còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường như suy thận, tim mạch, mờ mắt, hoại tử. Tuy nhiên, không phải cứ dùng lá sung là khỏi được bệnh tiểu đường như cô Hằng đâu, mà chỉ có thể khống chế đường huyết phần nào thôi ạ. Vì tôi đã nói, một khi đã bị tiểu đường thì chỉ có sống chung với nó cả đời. Nhưng nếu cô bác mới ở giai đoạn đầu tiền tiểu đường thì hoàn toàn có thể đảo ngược, đưa đường huyết của mình về mức bình thường. Vậy nên cô bác hãy thường xuyên đi khám định kỳ để phát hiện bệnh sớm nhất có thể nhé. 2. Lá sung có đặc tính ngăn ngừa ung thư. Tôi đoán nhiều cô bác sẽ bất ngờ khi biết lá sung có thể ngăn ngừa được ung thư đúng không ạ? Nói thật thì khi mới biết tôi cũng bất ngờ lắm. Ai mà biết được lá sung vẫn dùng để cúng gỏi lại giúp ngăn ngừa ung thư. Tôi từng nghe thông tin về một dòng họ Lý ở Trung Quốc có tuổi thọ rất cao và đặc biệt không có ai bị ung thư bao giờ. Tìm hiểu thì biết được bí quyết của dòng họ này là chỉ uống trà lá sung hàng ngày. Những nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất từ lá sung có khả năng đối kháng lại những tế bào ung thư rất là tốt. Từ đó nó có thể giúp cơ thể chúng ta hạn chế được những loại ung thư như ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Và theo đông y thì lá sung có các vết sần
sẽ có dược tính cao hơn so với lá bình thường. 3. Thường xuyên dùng lá sung giúp cô bác có một hệ tim mạch khỏe mạnh. Nếu như cô bác ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp, hay cô bác gặp các bệnh lý về tim mạch dẫn đến tăng huyết áp, thì sử dụng lá sung là một phương pháp tuyệt vời được các chuyên gia khuyên dùng, bởi lá sung có chứa một lượng lớn kali. Chất này giúp điều hòa ổn định huyết áp trong cơ thể. Ngoài ra, các chuyên gia còn cho biết lá sung còn giúp bảo vệ mạch máu và sức khỏe tim mạch của cô bác. Bởi vì trong lá sung chứa chất xơ hòa tan, nó giúp giảm được cholesterol toàn phần và hạn chế được những mảng mỡ thừa bám ở thành mạch, làm xơ vữa, làm cho mạch máu của cô bác được khỏe mạnh, giảm nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai biến. Mà dù cô bác không bị huyết áp hay tim mạch thì hàng ngày cũng cứ ăn lá sung hoặc hãm trà uống hàng ngày cũng rất tốt. Nhưng cô bác không nên duy trì dùng lá sung quá lâu, chỉ nên dùng liên tục từ 10 đến 15 ngày rồi nghỉ một thời gian mới uống tiếp nhé. 4. Lá sung là vệ sĩ bảo vệ lá gan của cô bác. Cho tôi hỏi là dạo này nắng nóng, có cô bác nào bị phát ban hay mẩn ngứa không ạ? Nếu có thì có thể cô bác đang bị nóng gan đấy ạ. Vì tôi cũng thường bị như vậy mỗi dịp hè đến. Và cách tôi khắc phục tình trạng này là đun nước lá sung uống cô bác ạ. Theo đông y, lá sung có tính mát, vị hơi chát. Trong dân gian từ lâu đã lưu truyền trà lá sung được dùng để chữa nắng gan, thanh nhiệt, giải độc cơ thể cực kỳ hiệu quả. Vì giúp giải độc gan nên cô bác nào mà bị vàng da thì có thể dùng trà lá sung hàng ngày để cải thiện tình trạng bệnh. Ngoài ra, chất flavonoid được tìm thấy trong lá sung cũng góp phần bảo vệ lá gan của cô bác khỏi các tác nhân gây hại, giảm gánh nặng, chuyển hóa đường ở gan và ngăn ngừa ung thư gan. Để có một cốc trà lá sung thanh mát thì cô bác cho nước vào ấm và đun sôi. Khi nước sôi, giảm nhỏ lửa cho lá sung vào đun thêm khoảng 5 phút. Sau 5 phút tắt lửa, rồi cho trà ra ngoài để nguội bớt, tiến hành lọc lấy nước và sử dụng. Nếu thấy nhạt nhẽo quá thì cô bác có thể thêm một chút mật ong cho dễ uống hơn. 5. Tác dụng tiếp theo của lá sung là tốt cho hệ tiêu hóa. Trong tất cả các chất có trong lá sung thì chất xơ là chất chiếm nhiều nhất, và cũng chính hàm lượng chất xơ cao như vậy nên khi ăn lá sung thì hệ tiêu hóa của cô bác sẽ tránh được nhiều vấn đề. Khi vào ruột, chất xơ trong lá sung có thể hút nhiều nước, tăng khối lượng của phân và kích thích nhu động ruột, làm tăng co bóp để tống phân ra ngoài, từ đó giúp cô bác đại tiện đều đặn. Hằng ngày, cơ thể thải chất độc thường xuyên và tránh việc ngấm chất độc từ phân vào máu. Đồng thời, chất xơ cũng giúp điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột, vì một số loại vi khuẩn sống tại ruột có khả năng phân giải và đồng hóa chất xơ. Chất xơ tạo điều kiện hỗ trợ sự phát triển vi khuẩn có lợi. Nhờ có tác dụng điều hòa hệ vi khuẩn tại ruột nên chất xơ còn có vai trò giúp tăng cường quá trình tiêu hóa, hấp thụ tại ruột. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao của lá sung cũng đặc biệt có lợi cho những ai bị béo phì hoặc muốn giảm cân. Nhưng để nhận được những lợi ích này thì tôi khuyên cô bác nên ăn lá sung tươi thay vì uống nước nhé. Lá sung là một vị thuốc tuyệt vời điều trị một số bệnh ngoài da cô bác có từng nghe. Cô bác có từng bị dời leo bao giờ chưa ạ? Đây là một vấn đề khá là phổ biến, và để trị bệnh dời leo thì cô bác chỉ cần lấy lá sung non mang đi sắc nhuyễn ra, xong là cô bác hãy xào với một ít giấm, đợi nguội bớt rồi đắp hỗn hợp lên vết dờ leo mỗi ngày, đắp 2 lần. Làm như thế trong vòng 2 đến 3 ngày sẽ làm cho vết dờ leo nhanh khô và đỡ đau hơn. Ngoài ra, cô bác cũng có thể dùng mũ ở lá hoặc quả chấm vào, cũng có tác dụng chữa bệnh dờ leo. Không chỉ dùng để chữa bệnh dờ leo, cô bác nào bị mụn cơm, mụn cóc cũng có thể dùng lá sung để đắp, hoặc lấy cánh nhựa của cây sung bôi vào cũng làm hết mụn. Nói chung, lá sung mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, lá sung không phải là thuốc tiên,
nên cô bác cũng cần lưu ý một số trường hợp sau không nên dùng lá sung nhé. 1. Người bệnh thận không nên ăn uống nước lá sung nhiều. Nếu như cô bác đang gặp các vấn đề về thận thì nên hạn chế sử dụng lá sung, bởi theo các bác sĩ, lá sung có thể làm ảnh hưởng đến chức năng thận của cô bác, khiến cho tình trạng bệnh tình ngày một nặng hơn. Vậy nên hợp tác, hãy xin lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhé. 2. Người đường huyết, huyết áp thấp cần tránh sử dụng lá sung. Như đã đề cập ở phần tác dụng lá sung có rất nhiều kali, lượng kali này sẽ làm giảm huyết áp. Thế nên cô bác nào bị huyết áp thấp thì tuyệt đối không được dùng lá sung, kẻo lợi bất cập hại. Bên cạnh đó thì khi cô bác đói, bụng trống rỗng cũng không nên uống trà lá sung hay ăn lá sung, vì sẽ làm đường huyết tụt, hơn nữa dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt. 3. Khi đang bị chảy máu, xuất huyết trong thì chớ dại mà dùng lá sung, kẻo hối không kịp. Mặc dù lá sung rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu các bạn bị các vết thương hở, xuất huyết trực tràng, xuất huyết âm đạo thì không được dùng lá sung, mà phải đợi đến khi nào ngừng xuất huyết thì ta mới sử dụng. Vì trong lá sung có một chất làm cản trở quá trình đông máu, vậy nên khi bị xuất huyết mà uống hoặc ăn lá sung thì vô cùng nguy hiểm. Trên đây chỉ là một vài lợi ích cũng như lưu ý sống của lá sung. Và cô bác cũng nên lưu ý là không phải cứ ăn lá sung là có lợi cho sức khỏe đâu. Quan trọng là cô bác hãy ăn đúng, ăn đủ. Nếu muốn sử dụng lá sung lâu dài thì cô bác cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn để phù hợp và tốt nhất cho sức khỏe của mình cô bác nhé.